Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Hiện tại thì ngay lúc này mình đang có mặt ở khu vực chợ Na trên làng tỉnh Lạng Sơn đây mọi người ạ. Nay mình tiếp tục hôm nay về đây cập nhật cái thông tin giá na ở đây, thì không biết là hiện tại thì bây giờ bà con cũng đi bán cũng rất là đông và nhộn nhịp đây mọi người. Không biết là cái giá cả na nay ở đây nó như nào, thì mình xin mời mọi người cùng đi theo chân mình đi vào bên trong chợ khám phá giá na ở đây nhé mọi người nhé. Đây có những thùng na, bác ơi, chào bác nhé. Cái này phải cần cho túi bóng này. Một lượt túi bóng như này thì sợ đỡ bị rơi ấy mọi người. Bây giờ mình đi di chuyển sang đầu bên chợ kia tham khảo một chút cái giá na ngày hôm nay. Cuối cùng mai cũng di chuyển được sang đến đầu bên này mọi người. Nào ông bạn này thì rất là đẹp đấy. Ê, lại chào bạn nhá. Hôm nay lại gặp nhau ở nhà. Hôm nọ bán ở kia đúng không? Hôm nọ bán trong này nhỉ? Quá. Nó hơi ở gần đường, hơi ồn một chút nên là quý vị thông cảm cho mình nhé. Cái này thì ít khi tránh được lắm, bởi vì là khu vực quốc lộ nên là di chuyển xe nó hơi ồn một chút. Đẹp lắm mọi người. Na này bán bao tiền đấy anh? Ba ba. Na đẹp này. Úi giời ơi, chênh nhau luôn này. Đó, to lắm. Chả 35. Quả hàng to 35 đây mọi người. Chào anh nhá. Rất là nhiều na luôn mọi người. Tầm này ra thì nhộn nhịp rồi. Bà con thì đang là thời điểm là giờ cao điểm là thu hoạch na xong mang ra chợ để tiêu thụ. Đẹp. Bây giờ mình cứ đi dần dần vào xem tham khảo giá thôi mọi người ạ. Giá na thì nó cũng tùy theo từng buổi từng hôm. Như bác này chở một xe na này, biết này. Bán cho bác. Người ta trả giá bao tiền rồi? Trả 35. 35 ạ. Nắng rồi. Nắng đấy. Cho vào râm thì cũng đỡ, nó có sợ ảnh hưởng không? Không có chỗ râm sao được. Bác bán nhé. Mình di chuyển vào trong này một chút. Đi vào trong này. Xe na chênh nhau luôn. Đây mọi người nhìn thấy nhộn nhịp chưa? Cái đầu ngoài này bây giờ mới đến, bà con mới đến di chuyển đến thôi, nhưng mà thương lái đã đứng ở kia trả giá chặt luôn từ ban đầu bên ngoài này, nên là giá cả nó không phù hợp thì bà con lại đưa vào bên trong chợ. Đấy. Tầm này đúng là tầm giờ cao điểm nhộn nhịp rồi. Thùng na rất là đẹp luôn. Wow. Mình cảm giác là thấy nóng nắng lắm ấy mọi người. Đấy, thương lái đang trả giá cho bác này, đang mặc cả giá thương lượng giá. Quyết định bán này à? Đấy. Cua đây. Wow, nhộn nhịp chưa mọi người? Đấy. Toàn na to đẹp không? Được bao nhiêu rồi anh? Được bao nhiêu rồi? Vẫn 35 à? Thôi lựa giá bán vậy. Chưa nắng rồi. Vâng. Chưa nắng rồi. 35. Quá đông luôn mọi người ạ. Phải nói là hôm nay phiên chợ cũng gọi là đông hơn hôm nọ. Mình
Cái hôm vừa rồi mình lên là không được đông như hôm nay. Hôm nay đông, nhộn nhịp thật. Nắng chúng là rất là đẹp. Đó, mình bây giờ di chuyển tiếp tục vào trong này thôi. Trong này bán cả mít này. Mít này, na. Trong này đây các cô bán chợ rồi. Nay đúng thật, nay công nhận là nhộn nhịp thật. Nắng quá mình phải tìm cái chỗ điểm đứng để review một chút. Này tùy theo hôm bà con đi thu hoạch na mọi người ạ. Bởi vì có hôm thì bà con đi bán sớm, có hôm thì bà con đi bán muộn. Phiên chợ thì ngày nào cũng như ngày nào. Đấy. Có xe này rất là tiện này. Chở được, đẩy được mấy thúng liền. Dễ. Xe ba gác. Nhưng mà này có những cái sọt na rất là nhìn rất là cổ từ lâu rồi. Na biển na thật. Trong này cũng rất là na đắt không? Na đẹp mình cân bao tiền đấy em? Na đẹp nhiều loại lắm. 30, 35, 40, 45. 30, 40. Bây giờ người ta còn đòi là 60, na 40. 60 á? Na gì? Na dai, na dai á? À. Chắc quả to đẹp, mã đẹp phải không? Ờ. Đây. Tối nay là đứng lên TV đây. Dạ vâng. Đây mọi người. Đi tham khảo giá na. Toàn na đẹp. Này mình mang về chậu khu nào đây không? Đây là giao khách lẻ hết rồi. Giao khách lẻ? Hôm nay cân 4-5 tấn na giao khách lẻ hết rồi ạ. Nhưng ngày hôm nay thì em thu hoạch mua na này thì khoảng tầm bao nhiêu tấn này? Hôm nay em mua na khoảng 5-6 tấn giao khách lẻ rồi. Mà không mua được na ấy. À. Hôm nay ít na lắm. Ít na? Vâng ạ. Anh thấy nhiều na lắm đấy, bà con chở đi nhiều na này mà. Na đẹp thì ít đi. Như này em cân đẹp rồi, hàng cao nhất là bao tiền? Cao đẹp 35-40 nhỉ? 35-40. Đây là size 3-45. Đây mua tại chợ đấy. À ok. Còn mọi người muốn mua na rẻ thì ở đây không có đâu. Đấy, mọi người đấy nhỉ. Rồi, anh cảm ơn em nhé. Ok. Đúng là đặc sản na. Mùa này chỉ na là na. Ít rơi rồi phải không? Rơi một quả. Đấy. Mọi người nhìn thấy là một cái khu trong cái quầy bên trong này, trong cái dạp này được các thương lái trải dài theo những cái ô ở bên trong này thu mua. Sau khi là thu mua na của bà con thì họ sẽ đưa vào trong này, người ta sẽ phân chia ra làm loại to và loại nhỏ, loại nhỡ và đóng luôn vào thùng xốp luôn. Đấy. Sau đó người ta sẽ phân phối về các chợ tỉnh lẻ. Anh dài này gánh rồi. Nha. Chào chị. Đấy. Rất là nhiều na được đang được đóng ở bên trong này thành một sản phẩm để đưa đi các chợ tỉnh đầu mối ở các nơi phân phối cho các chợ miền Bắc, Bắc Nam, như vào trong Nam cũng có đấy, mọi người không biết là vào trong Nam na này có vào đến trong Nam không. Quý vị khán giả theo dõi video của mình xem na ở Chi Năng Lạng Sơn này có vào đến trong đấy nhé mọi người nhé. Di chuyển sang bên đầu này tham quan một chút mô hình. Em chào chị. Đấy. Đây. Như này là mình đang đóng cái na bi nhỉ chị nhỉ?
Na Bi. Đấy. Rất là nhiều na. Tại thì bây giờ chỉ có ở bên trong này thì mới dâm được, mọi người còn bây giờ đi ra bên ngoài, khu vực bên ngoài là mọi người có thể quan sát trên video là bên ngoài nắng nhiệt độ rất là cao. Đấy. Có khả năng là say nắng mất đấy. Sang bên này. Hello em. Bán hết cho em. À, có bằng này à? Đấy. Nhà vẫn còn nhiều chứ. Sao hết này à? À. Gặp đứa em người ở trên Lạng Sơn này, nhà em có rất là nhiều na mọi người. 28. Quả đẹp lắm mọi người ở đây. Na đẹp. 28. Đang trả 28. 20 25 cân cái thúng này. Đó. Đặc sản na. Mọi người nếu mà ai có nhu cầu mua na thì về khu vực Chi Lăng này tìm hiểu xem là có những nhà các bác nhà vườn ấy, mình hay quay nhà vườn với lại quay khán giả này, thì mọi người tìm hiểu xem là có nhu cầu mua na thì liên hệ với các chủ vườn đấy. Còn mình thì không biết là họ có gửi ship hay không thì cái này phải liên hệ tìm hiểu người ta. Hàng na đặc sản 27, quả to đấy. Đây, sang bên này, đây này, những sọt na nhìn đẹp quá mọi người. Đây. Bạn này ở thương lái ở dưới Phê Điền di chuyển lên đến trên này. Nói chung là mình cũng ở Phê Điền nên là mình di chuyển lên trên này cũng khoảng gần 100 km luôn mọi người ạ. Di chuyển lên trên này. Thường xuyên là mình lên trên này để quay cập nhật cái giá na. Đây na đây mọi người. Na bi, na to. Đủ các loại. Chị này chắc là đang xem na. Đang xem na để mua chắc là làm quà. Na đẹp lắm. Ui nóng quá mọi người ạ. Thật sự hôm nay thời tiết là quá là nóng. Nào con anh. Này, chưa chín nhờ nhìn cái mắt nó. Chào anh nhé. Anh mua nà. Mua là. Anh nghe giọng chắc là không phải người đây rồi nhỉ? Không, không phải người đây. Dạ? Hà Nội à? Đấy, nghe giọng kiểu như người Đông Anh ấy, phải không? Đông Anh à? Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? À. Ngày mua là quả. Ngọt không chị? Ngọt không? Đây, quả chị ăn là quả to đó. Siêu to luôn này. Em phải gốc này để còn gọi là cái gì nhỉ? Như này. Đấy. Đấy. Chị cũng ở Hà Nội à? Vĩnh Phúc à? À, đoàn mình đang đi du lịch ạ. À? Du lịch à? À. Muốn mua thế này chứ còn muốn đúng rồi. Trực tiếp nếu này mà mua thế kia thì nó đơn giản. Đúng rồi. Muốn mua như thế này. Năm còn một cân nhá. Em nói là nó thực chuẩn luôn. Nhưng mà tí rằng nó xếp ra sẽ bảo là em không thích đâu. Là nó to. Người mua buôn quen ý, thì người hàng người ta nhìn cái người ta biết. Nhưng mà cho anh chưa mua bao giờ là xếp tiếp là anh thế. Được ăn na tại gốc. Rồi, và để cảm nhận được cái vị ngọt thanh của nó. Còn nếu đi mua ở chợ thì chắc chắn là mình không được ăn được, sẽ được như này. Đúng rồi. Bọn chị muốn đi đến đây để được ăn trực tiếp mà.
Vâng, vâng, đúng rồi. Đây là chị bảo có một rổ na chín. Vâng. Thì còn đây bọn chị mua về để làm quà. À, làm quà. Em ơi, cảm ơn chị nhé. Em đang đi làm chương trình à? Dạ. Nó phải lựa thì mới ngon được, còn vải xô không được. Vâng. Vải VIP thì nó đa số là vải đi xuất khẩu. Vâng, 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 vâng. Đúng rồi. 26 à? 26 cân à? Đấy, ra nhìn ông này tính tiền cho dễ. Nhìn chị ăn rất là ngon đấy. Tuyệt vời. Mình đã ra chợ mua rồi. À. Nó dai mà nó cứng. Vâng. Bên đây nó lại nhiều nước. Sáu. Mọc nước à? Mọc nước mà nó lại lại ấy nữa. Nó ngọt. Phải công nhận là thế, chính vì thế hai vợ chồng anh chị mới cảm anh chị này đi bảo là rủ nhau đi Lạng Sơn chơi. À. Nhưng vào đây để mua na trước xong mới đi lên Lạng Sơn. Đúng rồi. À, đến đây thì chị bảo có na chín đây thì bảo là muốn thưởng thức na chín tại đây nên là mình phải ăn luôn. Không, như thật sự là vì những năm trước chị cũng đã đến đây rồi và cũng được ăn tại chỗ rồi về nhá, là mình để là chín quả nào mình ăn quả đấy, còn đi mua ở chợ kia là nó cứ bị đen vào và nó cứng mà không kín được. Đấy, thế nên là tận mắt đến đây thì mua của được của người dân thì mình về mình ăn nó sẽ khác. Còn kia nó qua vận chuyển là người ta sẽ phải dùng, có thể là nó một cái gì đấy, hoặc là na nó không được tuyển như ở mình mua tại chỗ na. Cho em hỏi một chút là bây giờ cái giá na như này chị thấy cảm nhận là giá na ở đây nó như này nó có cao không? Thực chất là chị cũng là người ở quê, gốc quê thì chị thấy này này, trồng một cái hoa quả gì mà để mà được thành quả để ra cái sản phẩm ạ, thì cái giá của thị trường của đất mình vẫn là rẻ. Chứ không bao giờ có chuyện là đắt cả. Quan trọng là họ đừng hóa chất, đừng để cho người dân được thưởng thức cái độ sạch của nó và độ xịn của nó, thì với cái giá thành kể cả cao hơn một tí người ta vẫn chấp nhận. Đúng rồi. Em hiểu không? Đấy, bọn chị là như thế. Nó quan trọng là cái chất lượng và cái an toàn ạ. Thế đến đây là chị cầm cái quả na này chị ăn là chị để chị trải nghiệm được cái vị ngọt thật sự và chín cây thật sự của nó đây này. Thế còn khi mình về đây là phải chờ nó chín từng quả một. Chị về chị xếp ra, xong thì chín quả nào ăn quả đấy. Đấy, chứ còn không phải là mà cất công đi chơi theo kiểu đi kết hợp đấy, để là mua na mấy chục cân na về để ăn dần thì em biết rồi chị. Công nhận đến đây mới thấy là nó là vựa na. Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhá. Chúc chị có những hành trình chuyến đi chơi vui vẻ thú vị. Rồi, cảm ơn nhiều em. Ý nghĩa nhé. Nói chung em cứ review tốt để cho dân mình nó được rộng bán rộng ra. Dạ, và để cho dân tình người ta được có thu nhập cao hơn. Dạ. Và cái thị trường nó lớn hơn. Dạ, vâng. Cái đấy chị cũng mong muốn mà, bởi vì là trồng được người ta phải leo núi này. Đúng rồi. Rồi thì cũng phải bỏ công bao nhiêu mấy tháng mới được thu hoạch cơ mà. Đúng rồi. Mình hiểu mà. Bọn chị là dân kinh doanh. Nên là chị cũng mong muốn là người ta dân giàu thì nước mạnh, cũng mong muốn là người dân, nếu để nói thì người kinh doanh thì là nó thu nhập cao hơn một chút, còn những người nông dân mà làm ra sản phẩm thì chắc chắn là nếu mà cái giá thành mà đẩy lên được cao lên một tí thì người ta được nhờ, còn nếu mà ở cái giá mà trung bình mà người ta vẫn trong đấy người ta vẫn có lợi nhuận rồi, thế nhưng mà thêm được thì nó là quý cho người ta chứ, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nên là em làm chương trình tốt và để cho người dân nông thôn người ta đỡ thiệt thòi. Dạ, dạ, vâng, cảm ơn chị đóng góp ý kiến nhé. Rồi, nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đó, mọi người nhìn thấy là những cái sản phẩm đóng rất là quy trình và tuyệt vời. Cái này tùy theo mỗi người cảm nhận cái na và cũng như là cái giá cả na. Đấy. Như người dân ở đây thì nói chung là làm rất là vất vả, chỉ mong nhờ vào cái mùa màng được giá cao, cũng gọi là cũng không phải cao lắm mà cũng gọi là phải có được cái công sức mọi người bỏ ra, nó cũng phải xứng đáng. Mọi người bất cứ một về cái cây hoa quả nào trên lĩnh vực ở trên mọi miền, đấy, bà con đều
dựa dẫm vào những cây hoa màu, cây trồng để có cái nguồn thu nhập để phát triển kinh tế. Đây, bây giờ mình di chuyển ra đầu bên ngoài này một chút là xem đây. Đây là nào? 15. Đấy, may anh đứng được vào cái chỗ thùng xốp này nó râm chút đấy, không nắng bêu đầu. 15k một người. Wow, thực sự bây giờ quá là nắng, ngồi đứng ở trong râm thì không sao, nhưng mà đi ra ngoài thì nắng nhiệt khá là mạnh, lan tỏa. Đấy, cũng rất là nhiều du khách, mọi người ở khu vực nơi khác về đây, được truyền thông qua những trang mạng, trên những kênh video. Đấy, thì mọi người về đây cũng thưởng thức trái na trực tiếp ở tại chợ đây thì nó thực tế hơn. Đấy, không qua trung gian nào, không qua lĩnh vực nào. Đấy, muốn về đây trải nghiệm nó thực tế hơn. Nắng lắm rồi. Trong này thì na được trưng bày đây. Nào, có thương lái đến để trả giá phù hợp thì mọi người bán thôi. Nắng dã man. Mình ra đầu làm chút. Cảm giác như là muốn là như là say nắng rồi. Nắng quá. Thật sự nắng quá là nắng luôn. Công nhận là chó này cũng giỏi đấy. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp thì mới chở được như này đâu. Nên là dọc đường rong vào đến trong kia. Trời ơi. Đây. Mình này bán được mấy chuyến rồi anh? Chuyến đầu. Một chuyến à? Chuyến đầu. Họ bây giờ đang trả anh bao tiền đấy? Trả đó 26 rồi. 26 á? Tầm này như là nó xuống hơn rồi phải không? Vừa đấy hay là nó tùy theo nan nhỉ? Nhưng nan chưa nhỉ? Đấy, chưa nắng rồi. Thôi lựa giá bán rồi anh ạ. Lựa giá bán không thì đỡ nắng, đỡ mệt. Khổ đấy mọi người ạ. Da. Na cái này vẫn là na dai thôi. Quả to nhỉ? Đẳng cấp thật đấy. Đây, mọi người nhìn thấy là na quả to. Cái này 60 ạ? Wow. Ai bán đấy? Đây, bà kia. Bà áo đi. À. Đúng na đẹp đấy mọi người ạ. Cũng tùy theo na thật thôi. Bởi vì na đẹp thì vẫn là được giá thôi. Cái gì? Dĩ nhiên cũng như là vải cũng vậy. Wow, nắng thế nhỉ? Hôm nay nhiệt độ sao nó lại mạnh thế không biết. Nên ông bà đi bán na được giá cao, vất vả ghê. Đây ra đầu này thì nhiều. Hello. Đây, ra đầu ngoài này là đầu ngoài thì nhộn nhịp không? Nên nay mình chỉ quay là cập nhật cái giá na ở thị trường trực tiếp bà con bán thôi, còn mình không quay gì về ở trong quầy nhá. Đấy. Anh ra đây bán bao tiền đấy? Một quả mấy? Na. Chưa nắng rồi này. Vất vả ghê. Vâng. Bốn mấy rồi anh? Na này không được bốn mấy đâu. Không được á? Na này 728 thôi. Ôi ô. Đấy, quả rõ là to này nhưng mà có 27-28 như anh đang mô tả giá như thế. Đấy. Quay thúng đai này. À, thúng đai của ông à? Ừ. Em chào chị nhá. Đấy. Ông bán bao tiền một cân na đấy? 35 ạ. À. Thương lái là đến trả 35 cái gì? Ừ. 35. Thế
Bao nhiêu thì được giá thì ông bán? Tầm khoảng 36-37. À, 36-37. 35 là chưa bán, 36-37. Đấy, còn mặt hàng na đây mọi người có thể nhìn ở những cái quầy người ta xếp ở những cái giá na này thì người ta sẽ bán cái giá nó sẽ khác hơn so với bà con đi bán bên ngoài thực tế mọi người, nên là mọi người cân nhắc lưu ý là cái giá na đấy, mình nhìn cái na nó như nào phù hợp thì mình mua đấy. Như mình được biết bà con thì bán cái giá na tương đối bằng giá nhưng mà quả to hơn, nên nói chung là mọi người hình dung ra là cái giá nó giá na nó khác hoàn toàn với những quả na. Quả na nó không xứng đáng cái giá như thế thì mình không nên mua, thế thôi mình đi cửa hàng khác. Nắng hôm nay lại gặp bác à. Nắng quá luôn rồi mọi người, nắng khét luôn. Không thật. Mười bốn à. Tùy theo na thật. Bạt ngàn na, nhiều na. Đây, quầy na này mọi người bán. Nói chung là nhìn đẹp lắm. Nhìn rất là na, rất là đẹp, xếp cũng rất là quy trình và nhìn nó đẹp. Xem chị này 2, 4 được cân hay cân không chị? Bằng đế quả ấy. Gần 3 cân kìa. 8 quả gần 3 cân. Quá nặng rồi nhá. Nặng rồi. Vâng. Ôi trời nắng này quá mọi người, thôi chắc là có lẽ là mình xin phép là mọi người là mình kết thúc video ở đây thôi. Nhưng bây giờ nắng quá. Tham khảo giá như này là cũng mọi người cũng biết là nắm bắt được cái tình hình giá na ở đây rồi. Bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Để xem video cho mình xem một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình có động lực ra nhiều video nhé mọi người nhé. Bây giờ mình xin thân ái và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình. Xin chào.